mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu. Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải, sinh năm 1981, ngụ Hà Nội và Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công an đã xác định Nguyễn Thành Liêm, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cho các hoa hậu, hoa khôi một số cuộc thi sắc đẹp. Giá bán dâm lên tới 200 triệu đồng một lượt. Liêm và Vân Anh móc nối với Hải và Tuấn tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc. Cụ thể, Tuấn xây dựng hình ảnh sang chảnh, đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền trên các trang mạng xã hội để lôi kéo, tiếp cận người đẹp, thu hút đào tham gia đường dây. Để tránh việc mua bán dâm bị phát hiện, các đối tượng thuê những căn hộ cao cấp làm nơi bán dâm, sẵn sàng chiêu khách mua dâm đi tour, đi nhanh, qua đêm. Trước đó, công an đã kiểm tra tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 và khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang bán dâm với giá từ 5 đến 200 triệu đồng.